À, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm clip so sánh về kích thước của các bộ bài tây ha. Hiện tại thì nó có hai size, một size các bạn thấy đây là boxer size chuẩn của thế giới ha, và đây là bộ mini thì nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Thì các bạn tưởng tượng đây, một hộp một brick của nó thì 12 bộ boxer size thì có thể chứa được hai brick bộ nhỏ ha, mini size. Coi như là gấp đôi bộ này á. Bây giờ mình sẽ khui thử một bộ xem như thế nào ha. Nên mình sẽ khui thử bộ Red Artify ở đây. Đây là hai bộ mini của nó này, đây là bộ boxer size, bộ chuẩn của nó ha. Y chang nhau hết, trước y chang nhau mà sau, mà sau. Cạnh trên bên học làm rất đơn giản ha. Rất là dễ thương. Chúng ta sẽ có một lá quảng cáo, hai lá cờ y chang luôn ha. Standard phải y chang những bộ thông thường thôi. Cái này mini giống là người ta đem đi bỏ vô túi rất nhỏ gọn ha, rất là tiện, rất là đẹp. Dễ hay biết ha, và không thể khó fan được. Khó phải rồi nữa. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.